Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhá. Mình sẽ tô cây màu xanh. Sau đó mình sẽ tô thân cây màu nâu. Mình cũng sẽ tô hàng lá màu nâu. Tóc mình sẽ tô màu đen. Đó, mình sẽ tô màu xanh dương. Quần mình sẽ tô màu nâu. Giày sẽ tô màu tím. Chú chó này mình sẽ để màu trắng nên là mình sẽ không tô. Giày mình sẽ tô bãi cỏ. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.